Hello, xin chào tất cả mọi người. Và trên đây là tổng hợp 12 mẫu thiết kế vách TV miễn phí mà anh chị xem xong video này đều có thể áp dụng ngay vào cho không gian gia đình mình, tránh trường hợp mua phải những bản thiết kế rất là đắt đỏ tại thời điểm hiện nay trên thị trường. Và nếu như mọi người thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị thì đầu tiên hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông kênh YouTube của trang 9S3D để bên em có những động lực để làm những video mới để gửi tặng đến quý vị, anh chị và các bạn nhé. Như mọi người đang thấy, đây là quá trình bên em thi công và bên em tổng hợp lại những mẫu thiết kế đặc biệt nhất và được nhiều người sử dụng nhất và sẽ tổng hợp được trong video này. Chính vì vậy, anh chị nào đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm này và quan tâm đến sản phẩm này thì thấy video này thì hãy cần tham khảo ngay video này để áp dụng ngay cho gia đình mình để đỡ được một khoản tiền thiết kế mà hiện nay thì nhiều đơn vị thiết kế lấy cái tiền này nó rất là cao. Đấy, và anh chị cùng theo dõi nhé. Và hiện nay bên mình đang có chi nhánh tại ba miền Bắc, Trung và Nam. Ở miền Bắc thì bên mình có chi nhánh tại Hà Nội và Hải Phòng. Miền Trung thì bên mình có chi nhánh tại Nghệ An. Và miền Nam bên mình có chi nhánh tại Bình Dương và Sài Gòn. Chính vì vậy, anh chị ở gần khu vực nào thì hãy liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên trang 9S3D tư vấn chi tiết nhất về sản phẩm để anh chị có thể áp dụng ngay sản phẩm này cho không gian gia đình mình. Và nếu như cần đội thợ thi công chuyên nghiệp và cẩn thận thì anh chị có thể tham khảo kênh YouTube của trang 9S3D. Bên mình đã có những cái video hướng dẫn chi tiết về cách kỹ thuật thi công để anh chị có thể tìm được đội thợ chuyên nghiệp để thi công cho gia đình mình, để tránh trường hợp anh chị thuê phải những đội nhân công thì làm ẩu và không đem lại sản phẩm đẹp như anh chị mong muốn, anh chị nhé. Đấy, và nếu như anh chị đi ngang thấy em chia sẻ video này thực sự hay hữu ích đến anh chị thì điều đầu tiên cần nhấn nút đăng ký và bấm chuông kênh YouTube của trang 9S3D và hãy chia sẻ video này đến cộng đồng mạng để nhiều người biết thêm những sản phẩm mới và độc đáo trong những năm gần đây và được nhiều người tin tưởng và sử dụng. Và anh chị cùng theo dõi tiếp hết video này để có những bản thiết kế mới nhất cho gia đình mình, anh chị nhé.
Ok, và vừa rồi thì các bạn đã vừa xem xong 12 mẫu thiết kế vách TV miễn phí được bên trang 9.3D update lên kênh YouTube của trang 9.3D. Anh chị đã tham khảo được mẫu nào cho gia đình mình thì hãy để lại comment dưới phần bình luận của video này. Và nếu như thực sự mà em thấy em chia sẻ video này hay, hữu ích, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông kênh. Và chia sẻ video này đến cộng đồng mạng để những người biết thêm những mẫu thiết kế đẹp và đặc biệt này. Và không phải đơn vị nào chia sẻ video này đến quý vị, anh chị và các bạn. Và những cái mẫu thiết kế này thì được bên em phát sóng hoàn toàn là miễn phí anh chị nhé. Và một lần nữa em xin phép khép lại video tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.